Nếu bạn là một người đam mê xê dịch, yêu thích hòa mình vào thiên nhiên thì đừng bỏ lỡ du lịch Sapa mùa này, mùa lúa ngắt xanh trải dài trên các thửa ruộng bậc thang. Hiện thì đang có rất nhiều đoàn khách du lịch quốc tế đi qua khu vực này để ngắm mùa lúa xanh của Sapa. Tôi sẽ trò chuyện cùng với họ để xem họ cảm nhận như thế nào về mùa lúa xanh của Sapa nhé. Theo tôi. Xin chào anh chị, em đến từ đài truyền hình Lào Cai. Ngày hôm nay có một cuộc phỏng vấn với họ về cảm nhận của họ như thế nào về mùa lúa ngắt xanh. Anh có thể giúp em trò chuyện với họ, hỏi xem là họ cảm nhận như thế nào về mùa lúa xanh được không? Oh yeah, how do you feel? Chúng tôi đến từ Italia. Đến đây chúng tôi cảm thấy rất thư giãn, yên tĩnh và chúng tôi đánh giá rất cao về những cảnh quan thiên nhiên mà các bạn có. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với những gì anh ấy nói. Cũng giống nhau, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cánh đồng lúa đẹp như này, nên lần này cũng là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi được đến đây và trải nghiệm tất cả mọi thứ. Vậy thì lần tới họ cũng sẽ có quay trở lại và ngắm ruộng bậc thang của Sapa nữa hay không? Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ quay lại và muốn khám phá thêm nhiều ngôi làng nữa ở miền Bắc của Việt Nam. Chúng tôi rất muốn ở đây lâu ngày hơn có thể, nhưng ngày mai chúng tôi phải đi rồi. Chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ ạ. Thank you. Bye bye. Thì lượng khách hiện tại thì đang vào tháng 7 thì lượng khách cũng khá là đông. Nhưng mà mùa này so với năm ngoái thì là cũng đông như nhau. Khách nước ngoài rất là thích và đặc biệt là có những cái con đường nhỏ và đi qua trong ruộng ấy thì khách rất là thích. Đi qua đó thì khách check-in chụp ảnh thì khách rất là thích. Và đặc biệt là người dân địa phương ở đây họ rất là thân thiện, khách rất là thích điều đấy. Để ngắm những ruộng bậc thang ngát xanh của Sapa, du khách có thể đi sâu vào một số bản làng như Lao Chải, Tả Van, Ý Lình Hồ, Nậm Cang. Những nơi này vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, thơ mộng của vùng cao Sapa mà bất cứ ai lần đầu đặt chân đến cũng muốn quay trở lại thêm nhiều lần nữa.